Ai dám phỉ báng xá lợi Phật và Thánh Tăng? Quả mà nhiều người không thích là của báo, thế nhưng mình lại thấy rất nhiều nhà báo lại cứ thích vơ của này vào. Lạ lùng thay khi các tờ báo bảo nhau đăng tin báng bổ, xuyên tạc về xá lợi tóc của Đức Phật mà không cần tìm hiểu thực hư. Cứ cóp rột dán, thế là đủ chỉ tiêu cuối năm. Nhưng thật buồn vì đủ chỉ tiêu mà cũng đủ duyên để các nhà báo tạo quả bằng của báo. Và cũng vì đủ chỉ tiêu mà nhiều nhà báo đã dẫn dắt dư luận theo những thông tin sai lệch. Xá lợi tóc của Đức Phật thực chất chỉ là cỏ phi ly. Thật đáng buồn, bảo vật linh thiêng của Phật giáo Myanmar và Phật giáo trên toàn thế giới lại bị coi là một loại cỏ. Hàng vạn người về chùa Ba Vàng đã tận mắt chứng kiến chư tăng Myanmar tận tay chào xá lợi tóc của Đức Phật cho thầy Thích Trúc Thái Minh để nhân dân, Phật tử được chiêm bái và đảnh lễ. Hàng vạn người đã tận mắt chứng kiến xá lợi tóc tự chuyển động khi không có độ ẩm, không cần nước. Quá rõ để chúng ta thấy xá lợi tóc của Đức Phật thỉnh về chùa Ba Vàng là thật, và những ai báng bổ, xuyên tắc sự thật đều là phỉ báng tới xá lợi Phật và chư Thánh Tăng. Tôi xin mạn phép chia sẻ với các vị điều này để xem ai dám phỉ báng xá lợi Phật và Thánh Tăng. Một, thời Phật còn tại thế, có cô gái ma đang giả giả có thai vu khống, lăng mạ Đức Phật đã phải chịu của báo ngay tức khắc, bị rơi xuống hố sâu, đọa xuống địa ngục. 2. Chuyện tỳ kheo Củ Ca Lê tin theo lời Đề Bà Đạt Đa phỉ báng hai vị thánh tăng thượng thủ là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên Tâm còn áp dụng. Đức Phật đã thương xót 3 lần khuyên can thôi phỉ báng, thành tâm hối lỗi để tránh hậu quả của đau khổ lâu dài mà tỳ kheo Củ Ca Lê chẳng nghe. Rốt cuộc chịu của báo nặng nề, khắp người ông nổi đầy mụn nhọt giống như trái lật, dần dần to lên như trái đào, máu mủ chảy ra, thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. Còn rất nhiều câu chuyện khác, quý vị có thể tự tìm hiểu thêm. Tôi nghe người xưa vẫn thường nói, trên đầu ba thước có thần linh, có những người không tin Phật, vô thần, vô thánh, nhưng nếu buông lời nhục mạ, hủy báng, báng bổ Phật Pháp đều sẽ chịu của báo khổ đau. Vậy nên, các cụ vẫn thường hay dạy bảo con cháu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thật đúng đắn và trí tuệ. Người không tin nhân quả có thể sẽ buông thả đạo đức, dễ phạm vào việc ác. Nhưng người phản đối nhân quả thì chắc chắn là người ác và là người có vấn đề về đạo đức. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, đừng phỉ báng xá lợi Phật và Thánh Tăng để tạo của báo, không để lại phúc cho cháu con.